lâu uống nước dừa thế nào là đúng cách? Từ lâu, nước dừa đã trở thành thực phẩm vàng không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu bởi nó có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Đặc biệt, theo kinh nghiệm dân gian, nếu mẹ bầu chăm chỉ uống nước dừa thì em bé sinh ra sẽ có làn da trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, uống nước dừa như thế nào để phát huy tối ưu tác dụng của nó, hạn chế những tác hại không đáng có khi mang thai thì không phải ai cũng biết. Và sau đây là những lưu ý dành cho mẹ bầu khi uống nước dừa. 1. Không uống nước dừa trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trong thời gian này, cơ thể mẹ bầu đang thích nghi với việc mang thai, thường xuyên bị nôn ói, ốm nghén. Trong khi đó, nước dừa có chứa hàm lượng chất béo rất cao. Chính vì thế, nó sẽ khiến chứng ốm nghén của mẹ bầu trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, nước dừa là thực phẩm có khả năng giải nhiệt, làm mát cơ thể hiệu quả, gây chứng hạ huyết áp, làm yếu gân cơ nên không tốt cho sức khỏe mẹ bầu trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Tuy nhiên, đến tháng thứ tư của quá trình mang thai thì mẹ bầu đã có thể uống nước dừa thoải mái. 2. Không uống nước dừa trước khi đi ngủ. Nước dừa là loại thức uống có tác dụng lợi tiểu tự nhiên. Chính vì vậy, nếu mẹ bầu uống nước dừa trước khi đi ngủ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ. Nó sẽ khiến bạn thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Trong khi một giấc ngủ ngon và sâu giấc đối với phụ nữ mang thai là vô cùng quan trọng. Đối với mẹ bầu, thời gian tốt nhất để uống nước là vào buổi sáng. Lúc này, các chất điện giải và dinh dưỡng sẽ hấp thu vào cơ thể tốt nhất. 3. Nên uống nước dừa tươi nguyên chất. Mẹ bầu nên mua nước dừa tươi còn nguyên buồng về và bổ lấy nước để uống nguyên chất, vừa đảm bảo độ tươi ngon chất lượng của nước dừa, lại vừa yên tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi nước dừa ở các cửa hàng giải khát, phần lớn sẽ bị pha trộn thêm nhiều thành phần khác, sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. 4. Uống lượng vừa phải. Trong 3 tháng giữa của thai kỳ, mẹ bầu có thể uống mỗi ngày một trái dừa, vừa đủ để bổ sung dưỡng chất và tăng lượng nước ối cho thai nhi. 3 tháng cuối của thai kỳ, lượng nước dừa uống cần giảm xuống, uống từ 2 đến 3 trái dừa một tuần. Mẹ bầu cần lưu ý không nên lạm dụng nước dừa mà chỉ nên uống lượng vừa phải để vừa phát huy lợi ích của nước dừa, vừa bảo vệ sức khỏe thai kỳ. Thành phần của nước dừa chứa nhiều clorua, kali, magie, đường, muối và protein. Cùng với các thành phần như vậy, uống nước dừa khi mang thai giúp điều chỉnh huyết áp và cung cấp các chất điện giải cho các mẹ khi bị tiêu chảy, giúp bộ tiêu hóa của các mẹ tốt hơn. Các mẹ nên uống bởi trong thời kỳ mang thai, các mẹ thường xuyên cảm thấy bị đầy bụng hay bị táo bón. Không chỉ vậy, khi uống nước dừa, axit lauric trong dừa khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành monolaurin, có ý nghĩa trong việc chống lại các virus vi khuẩn có lớp vỏ lipid, kháng nấm, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch. Như vậy, uống nước dừa có rất nhiều lợi ích cho các mẹ bầu. Vì vậy, các mẹ bầu hãy ghi nhớ các lưu ý trên khi uống nước dừa để tạo điều kiện tốt nhất cho bé phát triển.